Có một điều chắc chắn rằng, những gì chúng ta thấy ở hiện tại hoàn toàn không giống với chính nó trong quá khứ. Ngay cả vũ trụ cũng giống như vậy. Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng các nhà thiên văn học phát hiện trong hệ mặt trời có nhiều hành tinh đã biến mất một cách hết sức bí ẩn? Họ cùng với nhiều học giả cho rằng nơi đây đã từng xảy ra cuộc chiến giữa các vì sao, dẫn đến việc hiện trạng các hành tinh đã thay đổi hoàn toàn so với quá khứ. Nghe thật điên rồ đúng không? Khoan hãy đánh giá các giả thuyết này vội. Hãy cùng chúng tôi phân tích trong video hôm nay để có được câu trả lời thỏa đáng nhất cho bản thân mình. Chào mừng các bạn đến với Vũ trụ Nguyên Thủy. Chiến tranh giữa các vì sao. Hiện tại, theo tuyên bố chính thức của giới thiên văn, ngoại trừ sao Diêm Vương đã bị loại ra khỏi hàng ngũ, thì hiện có tổng cộng 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Đó là sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Tuy nhiên, sau khi tính toán theo nhiều mô hình khác nhau, các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có ít hành tinh hơn trong hệ mặt trời. Chuyện gì đang xảy ra? Các hành tinh đó đã biến đi đâu? Trước hết, tôi muốn giới thiệu đến các bạn một công thức toán học đầy bí ẩn. Đây là công thức được biểu diễn dưới dạng A bằng N cộng 4 chia cho 10. Trong đó, N bằng 0, 3, 6, 12, 24, 48. Ngoại trừ 0, khi N lớn hơn hoặc bằng 3, thì số sau sẽ gấp 2 lần số liền trước. Đây là một dãy số được nhà thiên văn học người Đức Johann Daniel Titius phát hiện vào năm 1766 một cách tình cờ. Thay N vào công thức, ta được 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10. Thoạt nhìn thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng dưới con mắt của những nhà thiên văn thì lại khác. Những con số này kỳ lạ thay lại chính là khoảng cách từ các hành tinh tới mặt trời tính theo đơn vị thiên văn của chúng ta. Dành cho bạn nào chưa biết thì một đơn vị thiên văn, viết tắt là AU, được định nghĩa là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, tương đương với 150 triệu km. Theo công thức trên, thứ tự sắp xếp này sẽ tương ứng với vị trí của sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, một hành tinh mất tích, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương so với mặt trời. Tuy nhiên, cẩn thận quan sát một chút, bạn sẽ nhận ra một điều khá kỳ lạ. Chính là ở giữa con số 2,8 giữa sao Hỏa và sao Mộc, tại sao lại có một con số nằm giữa vị trí của sao Hỏa và sao Mộc này? Theo công thức của Johann, các nhà thiên văn học vào thế kỷ 18 tin rằng vẫn còn một hành tinh nào đó từng tồn tại vị trí này. Một hành tinh bí ẩn đã biến mất và họ đặt tên cho nó là hành tinh Mandek. Sau đó, khu vực cách mặt trời 2,8 AU ấy đã được các nhà khoa học đặc biệt quan sát trong nhiều năm liền. Bạn có đoán được kết quả thu về sẽ như thế nào không? Trong quỹ đạo lẽ ra thuộc hành tinh Mandek, nhiều tiểu hành tinh đã được tìm thấy. Các nhà thiên văn đặt tên cho nó là vành đai tiểu hành tinh. Theo trang web chính thức của NASA công bố, số lượng tiểu hành tinh trong vành đai này vượt quá 1 triệu và con số hiện có thể xác định được là 1.113.527. Các tiểu hành tinh này tuy nhỏ, nhưng ta không thể xem thường sức nặng của chúng. Nếu mang tất cả số tiểu hành tinh trên cộng lại, ta sẽ thu được một khối lượng gần tương đương với mặt trời. Và chúng cũng có một điểm chung, đó là hầu hết đều mang các hình dạng rất bất thường. Tại sao ở cái nơi lẽ ra nên tồn tại một hành tinh lại chỉ có một vành đai toàn các thiên thể nhỏ, thậm chí chỉ là các mảnh vỡ? Một số người giải thích rằng do khối lượng của sao Mộc cũng như kích thước của nó quá lớn, lực hấp dẫn quá mạnh tác động lên những mảnh vụn đó lớn hơn lực hấp dẫn giữa các vật chất xung quanh, ngăn chúng hình thành nên một hành tinh. Thế nhưng hãy nhìn qua sao Thủy, nó chỉ cách mặt trời 0,4 AU. Điều này có nghĩa là các vật chất cấu thành nên sao Thủy phải chịu sự tác động của lực hấp dẫn lớn hơn nhiều. Vậy mà chúng vẫn có thể tạo thành một hành tinh hoàn chỉnh. Vành đai tiểu hành tinh cách sao Mộc khoảng 2,4 AU, cách sao Thủy 6 lần so với mặt trời.
và khối lượng của sao Mộc chỉ bằng 1/1000 khối lượng của mặt trời. Làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến những mảnh vụn này để ngăn việc hình thành nên các hành tinh? Lý giải trên hoàn toàn không thuyết phục chút nào. Vậy thì theo tự nhiên, trước đây chắc hẳn đã phải có một hành tinh tồn tại ở khu vực này. Câu hỏi đặt ra bây giờ phải là hành tinh đó đã đi đâu? Tại sao nó lại biến mất? Người ta cho rằng hành tinh Mandek đã phát nổ hoặc bị tiêu diệt vì nguyên nhân nào đó và tạo ra vành đai tiểu hành tinh hiện tại. Năm 1802, nhà thiên văn học người Đức Hendrik Olbers đưa ra thuyết vụ nổ lớn đã nêu ra ý kiến của mình. Ông tin rằng những tiểu hành tinh này không được hình thành một cách tự nhiên mà là sản phẩm nổ của một hành tinh lớn. Nếu sự thật là như vậy thì kích thước hành tinh Mandek này không nhỏ hơn nhiều so với trái đất, thậm chí còn lớn hơn trái đất rất nhiều. Bởi lẽ các tiểu hành tinh chúng ta đang nhìn thấy ngày nay chỉ là kết quả, là tàn dư của vụ nổ năm xưa. Có rất nhiều những vật chất, bụi vũ trụ sinh ra từ thảm họa mà chúng ta không hề biết đến. Còn chưa tính đến có biết bao mảnh vỡ dưới tác động của vụ nổ mà văng ra khỏi quỹ đạo, bay tới khoảng không vô tận ngoài kia. Vậy điều gì đã khiến hành tinh Mandek nổ tung? Là một thảm họa tự nhiên hay một vụ va chạm thảm khốc? Cá nhân tôi lại tin vào một giả thuyết điên rồ hơn. Trước đây chúng ta có rất nhiều thông tin nói về Boriska, cô bé đến từ sao Hỏa, và Onyx, người phụ nữ tới từ sao Kim. Có thể nhiều bạn vẫn còn khá lạ lẫm với hai nhân vật này. Đầu tiên là về Onyx, một phụ nữ tóc vàng đến từ tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ, tự nhận mình là người sao Kim được đưa đến trái đất vào năm 1955 trong thân hình của một đứa bé 7 tuổi. Cô từng tiết lộ rằng, vào thời kỳ viễn cổ, trên sao Hỏa, sao Thổ, sao Mộc và sao Kim đều có sinh mệnh vật chất. Vào một khoảng thời gian nhất định, những hành tinh này tiến nhập vào một giai đoạn khác. Cư dân trên bề mặt và toàn thể xã hội đã thăng hoa lên một không gian duy độ cao, tần số cao. Trục không gian duy độ cao này mắt thịt không thể nhìn thấy được. Còn Boriska Krypijanovic, một cô bé người Nga, cũng từng khiến các nhà khoa học bối rối vì sở hữu kiến thức uyên thâm về khoa học, đặc biệt là khoa học vũ trụ. Cha mẹ Boriska cho biết, khi vừa ra đời vài tháng, cậu bé đã biết nói chuyện và bàn luận các vấn đề phức tạp. 2 tuổi, Boriska có thể vẽ, viết và đọc sách thành thạo. Boriska liên tục khẳng định từng sống trên sao Hỏa, nơi bị chiến tranh tàn phá. Quay trở lại với giả thuyết mà chúng ta đang đề cập, cá nhân tôi tin rằng thứ đã phá hủy đi hành tinh Mandek là một cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh. Ngày nay, một số nhà khoa học vẫn luôn tìm cách chứng minh chiến tranh hạt nhân đã phá hủy bầu khí quyển của sao Hỏa. Còn sao Kim thì lại bị tác động bởi một vụ phun trào magma đột ngột gây ra bởi chiến tranh hạt nhân mang carbon dioxide vào khí quyển. Cùng với đó là hiệu ứng nhà kính hoạt động ngày một mạnh mẽ, khiến nước trên bề mặt sao Hỏa bay hơi hoàn toàn. Nếu thực sự có chiến tranh giữa các vì sao trong hệ mặt trời, liệu Mandek có phải vì điều này mà biến mất hay không? Vì có người nhận mình từng sống ở sao Kim và sao Hỏa, vậy có phải Mandek cũng từng có sự sống ở đó? Để trả lời cho câu hỏi Mandek có sự sống hay không, chỉ có một cách duy nhất là nghiên cứu các tiểu hành tinh còn sót lại. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một số tiểu hành tinh thuộc vành đai thực sự có chứa nước. Vào tháng 10 năm 2008, một tiểu hành tinh trong vành đai đã rơi xuống trái đất. Sau khi ma sát và đốt cháy trong khí quyển, nó vỡ tung thành nhiều mảnh rồi rơi xuống sa mạc Nubian ở Sudan. Người ta đặt tên cho tiểu hành tinh rơi xuống là 2008 TC3, và họ đã thu thập được hơn 600 mảnh thiên thạch với tổng trọng lượng khoảng 10,5 kg. Một trong những mảnh vỡ của thiên thạch chỉ nặng 50 mg, thế nhưng kết quả kiểm tra nó mang lại thì cực kỳ kinh ngạc. Trong quá trình đánh bóng các mảnh vỡ và kiểm tra thành phần của chúng bằng kính hiển vi hồng ngoại, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy cho biết mảnh vỡ có chứa nước. Theo tính toán, tiểu hành tinh va vào trái đất có khả năng chứa một lượng nước khá lớn, đủ cho sự sống khởi nguồn và phát triển. Như vậy là có thể sự sống đã từng tồn tại trên hành tinh Mandek và nó bị hủy diệt trong cuộc chiến giữa các nền văn minh năm xưa. Giáo sư Michael O'Bannon, một nhà thiên văn học tại khoa thiên văn của Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada, đã dành 25 năm để xây dựng một số bằng chứng chắc chắn rằng vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời
thực sự được tạo ra từ một vụ nổ của một hành tinh, và vụ nổ này không hề đơn giản. Ông cho rằng các tiểu hành tinh và thiên thạch phải đến từ một tổng thể lớn, bởi vì chúng tạo thành một cấu trúc tinh thể rất phức tạp, chỉ có thể được hình thành trong hàng triệu quá trình nguội đi cực kỳ chậm. Khối lượng lớn này có đường kính ít nhất từ vài trăm dặm đến vài nghìn dặm. Ông phát hiện ra rằng nhiều thiên thạch đã bị nhiễm từ, như thể chúng ở trong từ trường của một đại hành tinh xoay tròn. Hơn nữa, hầu hết các thiên thạch chứa sắt cho thấy chúng đã bị tia vũ trụ chiếu xạ hàng chục lần, được hình thành do bức xạ nhiệt hạch khi hành tinh nổ tung. Giáo sư Owenden cho rằng chỉ một vụ nổ nhiệt hạch mới có thể tạo ra nhiệt độ rất cao trên bề mặt của các tiểu hành tinh và thiên thạch để tạo thành nhiều khối cầu kim loại cùng với đá nóng chảy như thủy tinh. Nói cách khác, chính là sinh mệnh cao tầng đã khiến hành tinh này phát nổ. Đến đây thì hẳn là các bạn cũng biết, một vụ nổ nhiệt hạch xảy ra trên bề mặt hành tinh thì chỉ có thể là vũ khí hạt nhân mà thôi. Nó tương tự như bom nhiệt hạch mà loài người đang có ngày nay vậy. Tuy nhiên, có lẽ các nền văn minh khác đã sử dụng vũ khí hạt nhân với một hiệu suất khủng khiếp hơn rất nhiều mới có thể khiến cả một hành tinh bị xóa sổ tới cấp mảnh vụn như vậy. Một số bạn có thể cho rằng điều đó thật khó tin. Trên thực tế, các nhà khoa học còn có khám phá đáng kinh ngạc hơn. Đó là không chỉ có một hành tinh lớn biến mất khỏi hệ mặt trời. Chúng ta biết rằng hệ mặt trời có 4 hành tinh có quỹ đạo gần với mặt trời, đó là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa. Tất cả chúng đều là sao lõi rắn, có kích thước và khối lượng tương đối nhỏ, và chỉ có một hoặc hai vệ tinh quay xung quanh. Trái đất của chúng ta là lớn nhất trong 4 hành tinh kể trên. Ngoài ra còn có 4 hành tinh xa trong hệ mặt trời, có kích thước và khối lượng rất lớn. Đó là sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Mỗi hành tinh có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Sao Mộc có khối lượng gấp 318 lần trái đất và có 79 vệ tinh. Sao Thổ có khối lượng gấp 95 lần trái đất và có 82 vệ tinh. Sao Thiên Vương và sao Hải Vương cũng có khối lượng lần lượt là 14 và 17 lần khối lượng của trái đất và có ít nhất 27 và 14 vệ tinh tương ứng. Vì chúng ở rất xa trái đất nên có rất nhiều vệ tinh mà con người chưa biết đến. Năm 1930, các nhà khoa học phát hiện ra một hành tinh và đặt tên cho nó là sao Diêm Vương. Hành tinh này cách mặt trời 39 AU. Tuy nhiên, thể tích của nó chỉ lớn hơn các ngôi sao trong vành đai tiểu hành tinh và khối lượng bằng khoảng 2 phần nghìn của trái đất. Người ta tự hỏi tại sao không có những hành tinh lớn như sao Thiên Vương và sao Hải Vương ở đây. Trong 2 hoặc 3 thập kỷ gần đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra sự thật khiến cho nhiều người kinh ngạc. Hóa ra ở đây cũng có rất nhiều tiểu hành tinh dày đặc không kém gì khu vực nhộn nhịp phía trong hệ mặt trời. Họ gọi nó là vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper cách mặt trời khoảng 30 đến 50 AU. Tại đây nhiều tiểu hành tinh có kích thước bằng sao Diêm Vương, chẳng hạn như Eris, Makemake và Haumea đã được phát hiện. Trong số đó, Eris là tiểu hành tinh đáng chú ý nhất khi nó thậm chí còn có khối lượng lớn hơn một chút so với sao Diêm Vương. Với khám phá này, vào năm 2006, thiên văn học quốc tế đã gọi các tiểu hành tinh trong vành đai Kuiper là hành tinh lùn. Ước tính sơ bộ, chúng ta đã phát hiện ra khoảng 100.000 hành tinh lùn có đường kính lớn hơn 50 km. Và bạn có nghĩ giống tôi không? Nó cũng tương tự như vành đai tiểu hành tinh kia, có khả năng là tàn tích của một ngôi sao đã phát nổ khác. Các tiểu hành tinh và hành tinh lùn trong vành đai tiểu hành tinh và vành đai Kuiper đều để lại dấu vết của những hành tinh phát nổ từng tồn tại. Thế nhưng còn có những hành tinh đã biến mất không dấu vết. Đây không phải là suy đoán ngẫu nhiên, mà là một giả thuyết có căn cứ trên cơ sở bằng chứng khoa học. Tờ New York Post đã công bố một báo cáo rằng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một hành tinh bị mất trong hệ mặt trời. Điều này được công bố trên tạp chí khoa học Icarus cho thấy trong những ngày đầu của hệ mặt trời, một hành tinh bị mất. Tinh cầu băng khổng lồ đã bị đá ra khỏi vị trí của nó bởi một lực không xác định. Nó tương tự như sao Thiên Vương và sao Hải Vương mà chúng ta đã đề cập trước đó, bao gồm hydro và heli, nhưng cũng có các nguyên tố nặng hơn như oxy, carbon, nitơ và lưu huỳnh. Do cách xa mặt trời và nhiệt độ âm 300 độ, các nguyên tố này có dạng băng rắn nên được gọi là tinh cầu băng khổng lồ. Các
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra 6.000 mô phỏng để tái tạo lại các trường hợp có thể xảy ra, để đi đến kết luận rằng tinh cầu băng khổng lồ bị mất tích nằm giữa sao Thổ và sao Thiên Vương. Nó lại có các đặc tính tương tự như sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Mô hình cũng cho thấy vị trí ban đầu của sao Thiên Vương và sao Hải Vương không nằm trong quỹ đạo hiện tại của chúng, do ảnh hưởng của tinh cầu băng khổng lồ mất tích và vành đai Kuiper mà chúng mới dịch chuyển đến vị trí hiện tại. Điều đó cũng có thể giải thích cho một vấn đề từng gây khó khăn cho các nhà thiên văn học, đó là tại sao tư thế của sao Thiên Vương khác với các hành tinh khác. Các hành tinh khác đứng trên mặt phẳng hoàng đạo, tức là trục quay của chúng gần như vuông góc với mặt phẳng, trong khi trục quay của sao Thiên Vương song song với mặt phẳng hoàng đạo và nó nằm trên quỹ đạo quanh mặt trời. Điều này cho thấy sao Thiên Vương từ lâu đã bị một hành tinh có khối lượng gấp vài lần trái đất va phải. Nhà nghiên cứu Matt Clement của Đại học Carnegie Mellon, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: hóa ra sự sắp xếp của các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta là khá bất thường. Tại sao lại như vậy? Có lẽ chỉ những vụ nổ hạt nhân ở cấp độ cao hơn mới có thể làm nổ tung những hành tinh khổng lồ và thay đổi vị trí của chúng. Nói cách khác, từ rất nhiều thay đổi về trạng thái của các hành tinh, người ta ngày càng tin vào tác động của sinh mệnh cao cấp, của một nền văn minh khoa học tiên tiến hơn loài người rất rất nhiều. Đối với con người, phần lớn hệ mặt trời vẫn là khoảng không quá rộng lớn chưa được khám phá hết. Nếu tính theo khối lượng của mặt trời, trường hấp dẫn của nó có thể tác động đến các vật thể trong phạm vi khoảng 2 năm ánh sáng, đó là 125.000 AU hay khoảng 20.000 tỷ km. Hiện nay, phạm vi mà con người có thể khám phá chi tiết không quá 100 AU. Chỉ thỉnh thoảng chúng ta mới phát hiện được sao chổi. Các nhà khoa học tin rằng, ngay cả trong phạm vi nhỏ mà con người có thể hiểu được, hệ mặt trời sơ khai không phải như những gì chúng ta thấy bây giờ. Nó từng có ít nhất 11 hành tinh, bao gồm hành tinh Mandek, hành tinh vành đai Kuiper và tinh cầu băng khổng lồ biến mất, các ngôi sao khổng lồ. Hơn nữa, sao Hỏa và trái đất cũng không phải có thể tích như bây giờ. Một số học giả dũng cảm tin rằng vào thời cổ đại cũng có những nền văn minh tiên tiến trên các hành tinh khác đã phát triển vũ khí siêu hạt nhân gây chết người với sức mạnh gấp hàng nghìn lần so với vũ khí hạt nhân hiện tại của chúng ta. Vì nhiều lý do khác nhau, chiến tranh giữa các vì sao trong hệ mặt trời đã được kích hoạt. Kết quả là bầu khí quyển của sao Hỏa bị phá hủy do chiến tranh hạt nhân. Sao Kim gây ra các vụ phun trào núi lửa bên trong do chiến tranh hạt nhân. Và Mandek có khả năng bị nổ tung cũng do chiến tranh hạt nhân, chỉ còn lại đống đổ nát. Đã không ít lần chúng ta bàn về vấn đề người ngoài hành tinh thời cổ đại, rằng khi họ thấy loài người phát triển vũ khí hạt nhân, họ cũng rất lo lắng, thậm chí họ còn đến trái đất từ các thiên hà khác để điều tra. Tại sao họ lại phải làm như vậy? Phải chăng vì những người đó không muốn loài người mắc phải một sai lầm như nền văn minh của họ đã từng mắc phải? Những giống loài thông minh khác không muốn chia sẻ công nghệ cao với con người. Họ lo lắng rằng con người không thể kiểm soát ham muốn tham lam của mình. Điều này sẽ dẫn đến chiến tranh giữa các vì sao, không chỉ tự hủy hoại bản thân mà còn mang thảm họa đến các hành tinh khác. Dường như khi cuộc sống phát triển đến một trình độ nhất định về phương diện vật chất mà không chú ý đến phương diện tinh thần, thì nguy cơ diệt vong có thể đang đến gần từng giây từng phút. Trong lịch sử phát triển, các thảm họa đã xảy ra nhiều lần trên trái đất, gây nên sự hủy diệt hàng loạt trên một khu vực rộng lớn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra tàn tích của thành phố Sonoma được ghi lại trong Kinh Thánh. Thành phố thịnh vượng đã bị thần bỏ rơi vì đạo đức suy đồi, cuối cùng đi đến diệt vong. Hay thành phố Pompeii trong thần thoại được mô tả là chìm trong bão lửa và tro bụi. So với những hành tinh đang biến mất, những thành phố đang biến mất của nhân loại, thì chúng ta vẫn còn may mắn khi sống đến tận ngày hôm nay. Điều đó thực sự đáng để suy ngẫm. Nếu trở nên tốt hơn, có lẽ chúng ta có thể tránh xa những thảm họa đó. Đừng quá mải mê tìm những thứ xa xôi ở ngoài kia. Thay vì bỏ hàng chục tỷ đô la vào các loại vũ khí giết người, thì hãy làm gì đó để khiến cuộc sống này tốt đẹp hơn mỗi ngày. Nếu ngày hôm nay bạn có quyền năng thay đổi thế giới, bạn sẽ thay đổi nó như thế nào? Có thể chúng ta sẽ không bao giờ có được sức mạnh như thế, nhưng hàng tỷ sự nhỏ bé chắc chắn sẽ tạo nên một điều vĩ đại. Cũng như mỗi sự ủng hộ nhỏ bé của các bạn dành cho vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ tạo nên nguồn động lực lớn lao cho những người thực hiện video này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.